Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay nhà vườn em lên giao lưu với quý cô chú anh chị một số mặt hàng cây là gồm có là nguyệt quế, linh sam với lại là ngâu nha cô chú anh chị. Thì mã đó, đầu tiên mã 1A là một cây nguyệt quế lá rí nha. Cây này cây rin nha cô chú anh chị. Đó cây rin, dáng tực lắc ha. Dàn cốt cũng khá nha, này cũng hàng cũng lâu lớn. Đó. Đây. Để em xem dòng nữa cô chú anh chị mình xem ha. Rin nè, đây. Gin bao gin không gin thường này đền 100% đền gấp đôi quý đã ghế quế lá ghế gin cái tực lắc cái bài cành chỉnh đế đẹp luôn cái già luôn để em cho cô chú anh chị mình xem cái dàn phơm đó nè chơi cây quế lá ghế anh chị em biết cây này ngày dù nuôi lâu lắm mà trên dưới nè nuôi từ nhỏ tới lớn luôn á này thì em chừa lại cô chú anh chị mình thấy cái dàn lá là cây gin ha chừa đó để chủ yếu cho biết cây gin cây mã 1A nha. Rồi để em sẽ xây một chị dòng em báo thông số mã 1A nha cô chú anh chị. Rồi báo thông số mã 1A ha. Em sẽ đo hoành trên đây ha. Hoành trên đây nó là 13 rưỡi tới 13 ha cô chú anh chị. Đó. Chiều cao của cây. Chiều cao nó là 19. Hết tán ngang là 32. Thì mã 1A này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k ha. Nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Nguyệt quế lá rí riêng nha. Đó, về mình cứ để bàn mình chơi từ từ hoa lên nha. Trước có nở mà nó rụng hết rồi ha. Đó. Lá phần vàng vàng này lá già thôi chứ không có gì đâu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 2A nha. Rồi em lên tiếp mã 2A nha cô chú anh chị. Linh sam siêu hoa. Đó, linh sam siêu hoa. Hàng có trắng đế. Cái này nói chung nó già lắm mà nha cô chú anh chị. Cực kỳ già. Rồi trắng đế mà nó ra đế cỡ này nữa nè. Phong tàn cực kỳ mình luôn. Đó, để em xem tổng quan dòng cô chú anh chị mình xem. Thì giờ cây này dán trực lắc nha cô chú anh chị. Cây bài cầm chỉnh. Hoa đang lên nè ha. Bốc bốc nhóc luôn nè. Để tính tỉa cho còn gọn lại nhưng mà thấy hoa lên không có tỉa. Nghe gửi ra tới ngoài em nhau hoa luôn á. Đây, bốc quá tí bốc luôn mà. Bốc nhiều lắm. Đó, để em xem cho chú anh chị mình xem ha. Mã 2A ha. Rồi, để giờ em cho cô chú anh chị mình coi cái dàn phơm tàn đó nha. Phơm mịn phơm mà ha. Khỏi bàn. Đó. Thì mình tỉa vài lần nữa là dâm nó đầy luôn nha. Cho nãy có hoa thì em không có tỉa lại. Cũng hơi lẩm chẩm xíu ha. Đây, xương mình dưới đây. Đó, xương sửa kỹ nè ha. Đó, vô dây rất là kỹ nha cô chú anh chị. Mã 2A ha. Linh sam siêu bông. Rồi để em xây dòng nữa rồi em báo một số mã 2A cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi báo thông số mã 2A nha. Đây, hoành gốc nó đây là 13 rưỡi tính 13 thôi ha. Chiều cao của cây. Chiều cao tính từ mặt bầu lên nó là 23. Đó, hết tán ngang. Hết tán ngang là 44. Thì mã 2A này em cũng giao lưu với quý cô chú em giao lưu quý cô chú anh chị mình là 500k ha. Là nhà vườn bên em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Này gì mình chỉ lên chậu và chơi nha cô chú anh chị. À. Rồi giờ em lên tiếp mã 3A nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Cái dịch đế của nó thầy ơi. Quế lá sáng bông chùm ha. Quá tí cái cây này cái đế nó đẹp lùng. Lùng đùi bự. Có cành chỉnh cây bài phong tâm chét. Cô chú anh chị mình coi mặt đế. Đế như đế sắp vậy nhưng mà này là cây tự nhiên nha. Tự nhiên tại vì tới cái độ này là khi cũng lâu năm lắm mới to được vậy ha. Đây quan trọng. Đem quen dòng mã 3A cô chú anh chị mình xem nha. Cây hoàn toàn sạch sẽ, không chát tụ, không bị gì hết nha. Cô chú anh chị coi mặt đế của nó nè. Cực kỳ đẹp. Đẹp lắm. Cây cốt cũng to nha cô chú anh chị. Cốt hơn tay cái em ạ. Cốt cả tay cái em. Đúng rồi, mấy cái sẹo này là sẽ đắp với bạc. Nhưng mà nói chung tôi muốn để cho cô chú anh chị mình xem trực tiếp luôn. Rồi có gì mình đắp với bạc lại nhìn tụi em ha. Đế đẹp, dữ lắm đẹp. Chảy nè. Thân cây lùng lực ha. Lùng. Nè, cái cốt nè. Cốt bự đắp cỡ tay cái nha. Đó. Phơm thì ấm phơm mà cái này về mình chỉ lên cái chậu mình chơi hoa thôi thì khi tụi em gửi đi tụi em sẽ bó bầu nha cô chú anh chị. Thôi coi cái đế à. Đấy. Dữ lắm đẹp cái đế. Coi tụi em sẽ rút ngắn cái bầu này cho nó nhỏ hơn xíu nha. Không cái này nó mỏng xử lý bầu mỏng luôn rồi này. Này bó bầu lại thôi. Bó bầu lại cho nó nhẹ nhẹ lại xíu nha cô chú anh chị. Cái này mua ở nhà vườn người ta xử lý bầu mỏng. Đó. Quế trực lắc. Bao vậy. Bao sạch sẽ. Đế. Đế đẹp hơn đế sắp, tại vì nó là đế tự nhiên mà nó tự nhiên như đế sắp vậy đó. Cần cây gốc gì cũng lâu năm rồi ha. Đó, rồi giờ em sẽ
cho cô chú anh chị xem form trên nha. Dỡ không à, được, dỡ là không được. Nó nặng lắm. Form kính, tay cầm nằm kỹ. Cái lùng đực, cây đồ thân công viên. Thật ngon, đang đơm lên đây ha. Chú anh chị mình ngắm cái đế mà cây quá mà tự nhiên mà được cái đế này nó không phải dễ tìm đâu. Mặt nào cũng có đế hết trơn. Đều toàn, 48 giờ luôn, nhưng mà nó là cái tự nhiên, không phải cái sấp đế. Chắc đế làm gì có bự dưới à. Rồi bây giờ em sẽ báo hông số của mã 3A nha cô chú anh chị. Nó hoành gốc đó đây ha. Hoành gốc đó đây là 24 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 27 ha. Đó, hết tán, hết cái tán ngang nó là 57 nha. Thì mã 3A này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.550.000 nha. 1.550.000 bao ship. Đó là nhà vườn bên em bao ship bó bầu ha. Đó, nguyệt quế lá sáng lùng trùm, lùng lực. Đế đẹp, dáng trực lá ha. Cây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Giờ mình chỉ lên chậu chơi hoa thôi nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp mã 4A nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 cũng là một cây nguyệt quế lá sáng lùng trùm. Cây dáng bài đấy đẹp nha cô chú anh chị. Đế cực kỳ đẹp. Mày cái đế không? Em quay cũng hoàng mặt đế của chú anh chị. Cái lùi quế này tôi em mua tiễn lựa lại của nhà vườn cô chú anh chị. Cây già mà đế đẹp. Mày cũng không hiểu tại sao mà nó đế tự nhiên mà cái đế nó đẹp đến mức độ như vậy luôn, không biết luôn. Chung mình cũng khó gặp. Đẹp dữ lắm, đẹp dưới đây cũng đế dưới đây nữa nha. Đầy đủ đế, nói chung là cũng toàn đều hết luôn. Cái này nữa ha. Đường thân thì đẹp, cây hoàn toàn sạch sẽ, không trái tột và không bị gì hết. Cốt cành to nha cô chú anh. Cốt cành bự luôn. Hơi con tay cái luôn mà. Cốt này to nữa cũng một. Ba ba đều lắm. Cái cành bay đó làm sao này mình nuôi nó dài ra thêm nữa thì cái cây nó lại càng đẹp nữa. Cành bay này nuôi thêm dài ra nữa, cực kỳ đẹp. Làm gì mình chỉ lên chậu mình chơi thôi ha. Nếu cô chú anh chị muốn nuôi thêm thì hãy lên chậu bự xíu. Bây cái phơm tàn. Phơm mình. Cây cực kỳ già đấy nha cô chú anh chị. Dày phơm lắm ha. Những cái sẹo tụi em không có đắp giấy bạc là để cho cô chú anh chị mình xem rõ nha. Chỉ có một cái hẹo ngay mặt cắt thôi. Mình quế thì hẹo nó thời gian nó sẽ cuốn đây cái đường thân đó, đường thân nó cong thì đắp với bà kêu sợ cô chú anh chị không tin tưởng nó có mấy cục nu luôn cô chú anh chị về đắp lại mình em ha. Phong tàn mình muốn nu luôn ha, nó có mấy cục nu cái đế đi, cái đế rất là ưng, nói chung là cái đế này khó tìm. Cái này thì tụi em sẽ ship bó bầu nha cô chú anh chị, bầu mỏng lấy là xử lý bầu mỏng luôn rồi, tại nó nằm chậu cũng lâu rồi ha, cây già cực kỳ già. Rồi đến giờ em sẽ báo thông số của mã 4A ha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 4A nha. Đây cái hoành, hoành gốc nó đây á là 26 ha. Rồi cũng đo xích trên nha. Xích trên đây là 26 nè. Khoái cái bộ đế mà. Đế y như đế sắp vậy. Chiều cao của cây. Chiều cao á là 35. Nó hết cái tán bài. Hết cái tán bài của nó là 66 ha. Thì mã 4A này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.850.000 là nhà vườn bên em bao ship bó bầu nha cô chú anh chị. Mình to lắm nha cô chú anh chị. Mình quế nó sáng một chùm. Đây. Mình to, mặt đế này. Ở đây mình chú anh chị thấy rất đẹp nha. Đó. Đế như đế sắp vậy đó. Cây có duyên lắm. 1.800.000 bao ship bó bầu. Cây nguyệt quế dáng bay này ha. Rồi, bây giờ em lên tiếp mã 5A nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã 5A nha cô chú anh chị. Mã 5A là một cây ngâu lá nhỏ trực lắc. Đế cực kỳ đẹp luôn. Ngâu mà đế đẹp gì hiếm lắm nha cô chú anh chị. Cái dài đế nó nở chỉnh để làm cho bài. Nhà vườn trước họ cũng nuôi cốt rồi nha cô chú anh chị. Cái ngâu mà nuôi được cái cốt này thì biết bao nhiêu năm rồi đó. Chứ cốt, dòng cây ngâu này thì ai ít người chơi nhưng mà ai chơi thì thích lắm. Hoa trái bên năm. Cái cốt qua tí bộ cốt. Đây nó có một cái vết thẹo nhỏ mà cũng thấy út em. Mà đây là nó có cái cầm này nó giữ, nó đang cuốn là hai bên mép rất là mạnh. Bao cô chú anh chị mình không bị hết. Có bị gì em chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đó, bên xây. Đế đẹp, đế rất đẹp nha. Ngày do người ta để chơi lâu người ta ít có phần hút nên cái cây nhìn nó hơi vàng xíu, mình về mình bị châm là chút xíu hơi là bao đẹp. Đó. Quá tí cái bộ cốt này cũng lâu rồi. Nhìn cốt to lắm nha cô chú anh chị. Thì cành có đủ hết rồi ha. Đó. Đế rất đẹp. Củ to lắm nha. Củ đây to lắm nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số của mã 5A ha. Em phỏng cái bệ cái này em có cái bệ dễ đo rồi cái bệ luôn ha. Được, mình cái bệ đế.
nguyên cái đại đế ở đây, này. Nên nó có cái bệ sẵn, đo cái bệ của chú anh chị mình xem luôn. Tổng cái bệ nó ở đây là 84 nha. Đó. Đế cực kỳ đẹp. Ở đây hoàn góc. Hoàn góc nó ở đây là 31 nha cô chú anh chị. Cái ngon hoàn 31 rồi, cái cực lắc nha cô chú anh chị. Thành già nuôi đùa bự. Hoàn 31 nha. Chỉnh cái bài. Chiều cao. Chiều cao đem đo tới cái phần chu ngọn đây ha. Đúng rồi. Đó, chiều cao nó là 53. Đó, full tán ngang. Hết cái tán ngang của nó là 73 nha cô chú anh chị. Thì cây ngâu mã 5A này em vô lưu ý với cô chú anh chị mình là 3.500.000 ha. Là nhà vườn bên em bao ship bó bầu nha cô chú anh chị. Cây bao già, bao hừng chậu. Sẹo cuốn rất tốt đây, cuốn mép. Thì mã 5A này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.